hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió rơi vào lòng đêm thâu, ôm trọn mối tình ngâu. Đường về ơi xa quá, cánh nhạn còn mệt mài trong nắng hồng mê say. Lạc bầy chim chiêu chít, hai phương trời cách biệt, đêm chờ và đêm mơ. Sóng mát đưa tin ăn mùa đông, cây rừng khô trụi lá, chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những đêm trăng ta soi sớm vắng, đưa em về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hề nghiêng nắng đổ, thương em về tiếng vọng nhẹ nhẹ lứa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay, khi tình xuân đã uống đời. Nhiều lúc muốn trách móc hay giận hờn vu vơ, chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người, khi mình còn mười điểm đầu tiên. Xin cảm ơn các vũ công đã hết sức là nhiệt tình và đam mê với âm nhạc. Kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc. Xin mời Bình Thạnh. Anh cho em điểm chính ở đây là em dám mạo hiểm, dám thổi một luồng gió mới vào ca khúc bất hủ như thế này. Anh cho cái điểm này là cái điểm sáng tạo của em, cái điểm em dám chịu trách nhiệm về những cái việc của em. Anh rất thích điều đó. Xin mời nhạc trưởng Đức Huy. Tôi nghĩ hôm nay bạn làm rất tốt. Hầu như là tôi cảm thấy như là bạn đang kéo ban nhạc đi theo bạn. Đấy là một điều rất tuyệt vời. Và bạn cứ giữ như thế đi. Mặc dầu là cái đoạn mở đầu bạn hát lớn quá, thấy không? Nội lực mình bộc lộ nhiều quá. Thế từ từ nó bớt đi. Bây giờ mình làm ngược lại. Mới đầu từ từ thôi, về sau bốc. Còn nói chung thì cái chương trình số 10 này tôi thấy hình như là đã được thổi cái lửa lớn hơn. Và cái công, cái sức để mà tạo nên cái lửa đó, tôi nghĩ là chúng ta nên vỗ tay gửi đến Minh Khang. Minh Khang. Và nếu mà tôi có thể chia sẻ được thì Minh Khang đã làm việc quá sức, anh phải nhập viện, anh trốn viện ra để mà anh soạn hòa âm cho cái số này. Và tôi thành thực khen ngợi bạn, tôi rất máu hôm nay. Yeah. Yeah. Và kết quả số điểm
từ các thành viên. Tổng số điểm của thí sinh chúng ta là 71 điểm cộng với 20 điểm tròn. Bạn có 91 điểm. Chúc mừng Lê Thái Sơn. Hãy chia sẻ cảm xúc từ các thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Lúc em bước ra sân khấu, cái dáng địa, dáng dốc của em rất là đẹp, mặc đồ đẹp, thư sinh mà. Từ lúc anh ra thì anh nghe anh tưởng tượng là em sẽ lên, em sẽ hát một cái dòng điệu rumba thật là êm ả. Nhưng mà anh hơi buồn là em tập trung, em diễn, em hát cho đã em. Nhưng mà anh không cảm nhận được, không feel được cái lời của nhạc phẩm này. Chỉ vậy thôi. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Chị muốn là cái lứa tuổi của em phá cách cái bài hát theo cái lứa tuổi của em. Thì là chị lại ủng hộ. Vậy thôi. Là mai mốt mà em lớn tuổi một chút xíu nữa mà em có hát lại bài này á, thì em hát theo cách của anh Quỳnh. Dạ. Ồ, ý của nó Quỳnh già phải không? Già so với mấy chị em này. Đúng không? Xin cảm ơn giám khảo. Ta, dạ. Ta đã già. Không, Quỳnh và Phi Nhung hay là Đức Huy, Thanh Bạch chẳng qua là những chàng trai, những cô gái lâu năm thôi. Xin mời giám khảo Quỳnh phục vụ. Hồi nãy em thiếu cái sự tiết chế ở trong cái giọng hát mình vào cái khoảng đầu, đáng lẽ phải nhẹ nhàng chút xíu rồi em đưa người ta vào trong cái giai điệu của bài hát thì nó sẽ hiệu quả hơn. Nhưng mà Vũ nghĩ là hồi nãy cái sự phá cách của em, cái sự mạo hiểm của em cộng thêm cái giọng cực kỳ tốt thì cái điểm xấu nó hơi khắt khe chút xíu. Vũ ơi, Vũ ơi tới dòng này mình phải khắt khe thôi Vũ. Tại vì sao? Phải để cho em nó biết. Em nó chưa có cái chiều sâu trong cái bài này. Hát sai giai điệu. Vũ ơi, cho Phượng chia sẻ một cái. Phượng cũng nghĩ rằng là chắc là Thảo thì nghĩ trong tâm tưởng là Thảo rất là muốn hát theo cái kiểu nguyên gốc, nguyên bản giống như là ngày xưa nhạc sĩ đã sáng tác trong cái thời điểm đó. Còn tụi mình thì lại rất là muốn một cái kiểu mới đúng với lại phong cách của bạn Sơn. Cho nên là có những cái điểm trái ngược nhau. Giờ như thế này, bây giờ qua em có may mắn em đi được đi tiếp vào vòng trong, anh Thảo có bù, anh bù cho em nó 1-2 điểm nha. Được chưa? Rồi. Xin cảm ơn Thái Sơn, bạn có cơ hội. Phần thử thách tiếp theo, phần 10 điểm của giám khảo tự tin lên. Yeah. Thưa quý vị, hãy tiếp tục xem thí sinh chúng ta sẽ chinh phục ban giám khảo, chinh phục ban nhạc quyền năng và các khán giả như thế nào. Một tràng pháo tay nồng nhiệt. Về chung với nhau nơi này, tiếng đêm hoa khu du vầy, tiếng sương nghiến nghe ta cùng say. Có nhớ đêm nào? Lượng của em đã truyền cho 20 người và 20 người không có ai ngồi xuống cả. Có nghĩa là bạn được số điểm là 20 điểm. Xin được chúc mừng, xin cảm ơn các vũ công. Chúng ta cùng tiếp tục với kết quả từ các thành viên của ban nhạc quyền năng với số điểm dành cho thí sinh Mỹ Ngọt.
bây giờ nghe nghe Thắng guitar người nói như nè, người có nhiều râu nhất ban nhạc cơ. Anh thấy đây là cái biểu diễn, cái phần biểu diễn đầu tiên mà em coi như rất là hợp với ban nhạc, từ phong cách biểu diễn cho tới trang phục cho tới mọi thứ. Anh chúc mừng em. Cảm ơn. Còn gì bằng bây giờ, hãy xem tổng số điểm từ ban nhạc Quyền Năng. 73 điểm, cộng với 20 điểm là bao nhiêu em? Dạ, 93 điểm ạ. Chúc mừng thí sinh Mỹ Ngọc đạt số điểm là 93 điểm. Em cảm ơn ban nhạc rất nhiều. Hãy đến sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Tôi thích cái quà âm này quá đi. Có thể đánh lại cho tôi hát được không? Nó hạt với cái bộ đồ này của tôi quá mà. Mời Phi Nhung lên sân khấu, nhảy với ban nhạc bài này luôn. Một lần nữa, tôi rất là thích bài hát quà âm này. Tôi thấy là ban nhạc mai mốt đi ra ở ngoài đánh giùm cho Phi Nhung bài hát này. Mà Phi Nhung có chịu đi xe lam với ban nhạc không? Chơi luôn. Nha. Chơi luôn. Rồi, hôm nay em hát rất là hay. Chị chúc mừng em. Tuyệt vời cùng với cái quà âm và cùng cái cách hát của em. Và cùng cái bộ đồ này của em. Trời ơi, rất là thích, cho ơn gái đi. Mạnh Quỳnh ngồi dưới kia nhảy. Xin mời giám khảo. Mạnh Quỳnh cũng nhảy luôn rồi. Anh thích em nhảy theo cái điệu nhạc rất là hay. Anh hát tốt và những cái lên cao rất là hay. Chứ xuống thấp chứ hơi dịch tí xí thôi. Xin mời giám khảo Dương Triều Vũ. Cái hòa âm em cảm giác như anh đang làm DJ ở trên đó vậy đó. Sao số nghe rất là vui, rất là ngầu luôn á em. Hôm nay Mỹ Ngọc thì cũng như mọi ngày thôi, lúc nào cũng đầy tràn trề năng lượng, tràn trề cái tâm huyết với cái màn trình diễn của mình. Hôm nay bạn hát rất tốt, rất chuẩn và nói chung là quậy hết cỡ luôn. Chúc mừng bạn. Em xin cảm ơn anh. Quan trọng là em nhảy máu, em quậy hết cỡ nhưng em giữ được cái làn hơi của mình, kiểm soát được. Trời ơi, cái điều đó nó không đơn giản chút nào hết. Thưa quý vị và các bạn, xin được chúc mừng Mỹ Ngọc. Nếu có cơ hội vào vòng sau, Ngọc sẽ thay đổi phong cách của mình qua một cái màu mới để thử coi nó như thế nào. Thưa quý vị, phần thử thách ngẫu nhiên của nhóm thứ hai là máy massage sung điện sẽ được gắn những con chip vào trong cánh tay của mình. Nó là massage mà cho nên an toàn nha quý vị. Quý vị yên tâm, không có trường hợp nào ghê gớm xảy ra. Nhưng mà dòng điện mà chạy qua người thì nó ảnh hưởng tới thần kinh ca hát và thần kinh nhớ lời. Và thí sinh làm thế nào để có thể vững vàng giữ nhịp, không bị sai lời, đúng nốt vân vân. Hai thành viên ban giám khảo sẽ bấm bất kỳ lúc nào mình thích và thí sinh sẽ bị giật tưng 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 và phải hát ten 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 cho đúng thật là hay hay hay. Còn chần chờ gì nữa, không dành một tràng pháo tay tay tay. Và bây giờ xin mời hai giám khảo Dương Triều Vũ, Mạnh Quỳnh cùng với các thí sinh chúng tôi bước ra sân khấu ngay sau đây. Hai thí sinh sẽ đưa cho giám khảo phần điều khiển. Đa tạ tình em. Hai thí sinh không hát sẽ đứng ra khu vực chỗ anh Minh Khang. Chuẩn bị. Okay. Ca khúc Không Đau Vì Quá Đau. Đường sông bao dài anh cứ bước đi, em đừng lại để nhìn anh quay có. Không biết đâu vì em đã quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhạc rồi cưng, hết nhạc rồi. Còn giật hết nhạc mà nó còn giật. Trời ơi, đỡ để Phủ coi. Trời ơi, nó nặng quá. Rồi, một tràng pháo tay xin được phép tiếp tục. Yeah. Hãy múa lên. Đứng dòng và dài anh cứ bước đi. Em đứng lại để nhìn em quay ngó. Nhưng tại sao con tim em không biết đâu. Vì em đang quá đau, mọi cảm giác đau vì em. Đứng dòng một mình em cứ bước đi. Anh ơi, xin anh đừng chạm vào lời gì của em. Để anh quên được vào cô đơn thì quên được anh. Đừng sống một mình anh bước tiếp đi. Em không cần tôi nhìn đâu anh hỡi. Xin anh đừng chạm vào cô đời riêng của em để em quên được em. Xin em đừng sống và dài anh cứ bước đi. Em mơ cảm giác đâu rồi. Phi Nhung, cảm nhận như thế nào khi ở dưới nhìn rất rõ? Em thấy tội quá à, em biết nói làm sao. Hay là cho em lên em thử coi. Ôi trời ơi, wow. Cho một tràng pháo tay, xin mời. Và bây giờ phần song ca với xung điện của Phi Nhung, Mạnh Quỳnh, Dương Triệu Vũ. Bạn là người bấm xung điện. Vỗ tay mạnh lên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Em khác là cũng bấm vậy. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dàng. Yêu ai cũng lỡ làng. Rằng tôi chẳng lỗi gì. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Đúng rồi, đúng rồi. Em lên xe hoa bước theo nhau. Đời tôi quen cô đơn nên tôi chẳng trách em. Tôi quen rồi những chuyện giang dở. Một gia đình tu nhân tính đức tự giả mối dồi về giới ruộng đồng xa lắm cuốc dài làm quen địa giấc tập sống khiêm nhường gạo ruộng nước sao đó có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ làng em bên lỡ làng anh ở bên bồi mỗi ngày em qua bên này sông đi học dưới bên con đò chở đắp nhánh bồ. Chàng phát tay thử thách với Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Vũ nát lắm luôn á, trời ơi. Tăng lên dần dần. Tăng dần. Đầu ít lắm, tăng thâm trầm lắm á. Bây giờ chị mới cho em giật nào. Để làm sao? Tôi đâu có yêu cầu đâu. Bây giờ dễ lắm. Bây giờ cho Dương Triệu Vũ với anh Thanh Bạch. Chơi đi. Quân tử trả thù 10 năm. Không, ban tổ chức mà không cho hai người này thử là để cái lần sau là tôi không có đồng ý. Ôi giờ cái tay nó mỏi lắm em ơi. Ủa tôi đâu có yêu cầu đâu trời. Mình cũng không có nhu cầu đâu. Bây giờ các thí sinh đang hồi hộp chờ ai được 10 điểm vì cái vụ xung điểm này nè. Bây giờ cho điểm luôn đi. Ai thì... là thí sinh bị giật mà dễ thương nhất? Thái Sơn, Quỳnh Anh, Mỹ Ngọc hay là Như Trang? Vote của Dương Triệu Vũ. Em có vote được tại em đứng đây này em bấm không đâu thấy ai đâu. Quỳnh cũng vậy thôi, Quỳnh đâu có thấy được, chỉ thấy là thoang thoáng thôi. Nhưng bây giờ quan trọng là Phi Nhung. Để Nhung chấm. Phi Nhung là ngồi dưới chứng kiến đủ hết rồi. Bây giờ tức là hai giám khảo nam
đề nghị đại diện ban giám khảo là Phi Nhung, vì quan sát rõ cho nên sẽ là đồng ý với quyết định của Phi Nhung. Em thấy tay sờn giật mình, nó dễ thương gì đâu á, mà nó lên cuối cùng nó cũng ráng, nó lên cao vậy. Em chọn Thái Sơn. Chúc mừng 10 điểm cho Thái Sơn. Và phần thử thách đã kết thúc. Xin cảm ơn. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả và đặc biệt là ba thành viên ban giám khảo hãy xem lại các tiết mục của thí sinh trong chương trình ngày hôm nay, và để phân định, so sánh mình sẽ đạt điểm 10 vào thí sinh nào trong chương trình hôm nay. Đầu giây phút yêu ban đầu, hôm đã xưa vương vấn môi tơ sầu, nhớ trong anh lời thề xưa, ai nỡ vô tình đành lìa xa bên mây. Trong tay người một sẽ cuồng say, bao nỗi khó vụt bay. Tôi không cần và nghĩ ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người một trắng tình trong, tôi đã biết đời mong. Thôi em đừng nhớ, em đừng nhớ, đừng nhớ nữa chuyện của mình. Kiếp này đầy buồn vì tình ta tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phải vui. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn vương ơi. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về, vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô, bốn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi tay. Nhà hoa đang như say, chim đang chờ mây, lòng ngạn như thương. Xin mời các bạn trở lại sân khấu để nghe kết quả số điểm của mình và điểm từ ban giám khảo. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 7 thí sinh đã hoàn thành phần thi cá nhân của mình, và đặc biệt là hai phần thử thách vô cùng cam go và cũng không kém phần hấp dẫn. Chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ sự hòa nhập của hai giám khảo Phi Nhung và Mạnh Quỳnh thử thách với phần sung điện và cùng hát liên khúc rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn. Và bây giờ là số điểm cho đến thời điểm này của các thí sinh. Quỳnh Anh 86 điểm, Mỹ Ngọc 93 điểm, Hà Thúy Anh 94 điểm, Như Trang 99 điểm, Lê Thái Sơn 101 điểm, Phúc Lâm 106 điểm và Hồng Gấm dẫn đầu đồng điểm với Phúc Lâm 106 điểm. Thưa quý vị, nhưng chúng ta vẫn còn trước mắt mỗi giám khảo được 10 điểm và tặng cho thí sinh mà trái tim mình bị gõ cửa và không thể không trao tặng. Xin mời ban giám khảo. Số điểm 10 của Dương Triệu Vũ. Hôm nay là em thấy ai cũng làm rất tốt và
Và đúng là ai cũng có một phong cách riêng, rõ rệt luôn. Nhưng mà hôm nay thì em thấy cái cô gái này xứng đáng ở trên cao hơn chút xíu, cho em sẽ cho cô gái này. Như Trang, Như Trang bước lên chào một cái thật điệu đà đó nè. Xin chúc mừng Như Trang đã có 10 điểm từ giám khảo Dương Triệu Vũ. Số điểm tiếp theo xin mời giám khảo Phi Nhung. Em chỉ có 10 điểm thôi, nhưng mà hôm nay công tâm để mà em tặng cái 10 điểm này của em đến cho một bạn. Em mong là bạn đó sẽ cố gắng hơn nữa cho cái kỳ thi sau. Thì em xin gửi 10 điểm này. Cho anh đẹp trai là Phúc Lâm. Phúc Lâm, 10 điểm. Chúc mừng 10 điểm từ giám khảo Phi Nhung. Và bây giờ giám khảo Mạnh Quỳnh, 10 điểm cuối cùng. Thì Mạnh Quỳnh thấy cái sự cố gắng vượt bậc của tất cả các bạn hôm nay, Mạnh Quỳnh xin dành trọn 10 điểm của Mạnh Quỳnh. Phúc Lâm. Chúc mừng Phúc Lâm. Một lần nữa điểm 10 từ giám khảo Mạnh Quỳnh. Wow. Thưa quý vị, chúng tôi xin công bố bảng điểm cuối cùng của 7 thí sinh. Như vậy, dẫn đầu Phúc Lâm 126 điểm nhất tuần. Và theo luật chơi, bạn sẽ được 10 điểm và bạn sẽ là người mở màn đầu tiên cho chương trình. Kế tiếp, thí sinh Như Trang nhì bảng 109 điểm, Hồng Gấm 106 điểm, Lê Thái Sơn 101, Hà Thúy Anh 94 điểm. Và vòng nguy hiểm được rơi vào hai thí sinh Mỹ Ngọc 93 điểm và Quỳnh Anh 86 điểm. Chúc mừng Phúc Lâm. Và thưa quý vị, như vậy năm thí sinh của chúng ta sẽ vào vị trí bên dưới để đứng ủng hộ tinh thần cho bài song ca của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Tình Có Như Không, với Quỳnh Anh và Mỹ Ngọc. Xin mời! Là tình yêu khi không mà có, tình là tình yêu lúc có như không. Tình cho đi cho từ lúc quen sợ, cho thật nhiều bỡ ngỡ chưa hề cho. Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi, nên ngập ngừng mãi mãi mối tình thương. Tình một mình tình xa thôi tình nhớ, lại một lần thì vẫn cứ như mơ. Lúc quên sơ cho thật nhiều, bất ngờ chưa hề cho. Tình cho đi cho chẳng lúc quên sơ cho thật nhiều, bất ngờ mỗi từ giờ. Từ một ngày tình xa ôi tình nhớ, từ một ngày tình vẫn cứ như mơ. Nhưng mà lòng thì vẫn cứ như thơ, và cuộc đời thì vẫn cứ như mơ. Nhưng thật lòng thì vẫn cứ một lần tình có phúc như không. Xin chân thành cảm ơn. Một bài cha 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 quá đẹp. Xin mời sự quyết định từ ba thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Anh thấy Mỹ Ngọc từ đầu show tới bây giờ em đã hoàn thành rất xuất sắc những bài hát của em. Tuy nhiên là anh chưa thấy được một cái gì riêng của em. Anh nghĩ em cần tìm một cái gì đó riêng biệt cho em nữa. Còn đối với Quỳnh Anh thì em vừa rồi em trình bày nhạc phẩm Phượng Buồn, thì đúng ra thì không phải sở trường của em, nhưng mà em đã mạo hiểm, em cố gắng hoàn thành tốt cái bài hát của em, mặc dù không có đạt tiêu chuẩn của một cái bài hát, nhưng mà anh sẽ chọn em. Xin mời Dương Triệu Vũ. Vũ sẽ
dành cái điểm này cho một người nay xứng đáng được cái điểm phiếu này, đó chính là Mỹ Ngọc. Em cảm ơn. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Phi Nhung thì người nào cũng hát hay và có cái phong cách riêng, nhưng mà ngày hôm nay chị chọn Mỹ Ngọc, mong rằng là những cái show sau em sẽ có những cái gì mới lạ. Chúng tôi xin mời các thành viên còn lại cùng lên sân khấu để hát bài chia tay với thí sinh Quỳnh Anh. Và đây là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời, và bạn đã nỗ lực hết mình, và có người ta nói học tài thi phận đôi khi cần một chút xíu sự may mắn nữa, đúng không? Và bây giờ thì bài hát vừa rồi đã là hoàn thành tốt, và chúng ta sẽ cùng hát bài chia tay với Quỳnh Anh ha. Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày xa như đã từng qua trong phút giây, niềm hăng say còn chưa phai, đưa chuyện sống núi hẹn mãi ta sung bay, đường trường sông núi hẹn mãi ta sung bay, đường trường sông núi hẹn mãi ta sung bay. Cảm ơn Quỳnh Anh đã đến với ban nhạc Quyền Năng. Xin đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ mời các thí sinh chọn lựa bài cho tuần tiếp theo. Thưa quý vị, đây là phần thi của tuần tiếp theo và cũng là cái lượt lựa chọn ngẫu nhiên cuối cùng. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ không còn cái việc là bấm ngẫu nhiên như thế này. Bây giờ, thưa quý vị, đã sẵn sàng. Chúng tôi xin mời thí sinh Mỹ Anh. 3, 2, 1, bấm! And, chủ đề gì? Nhạc trữ tình quê hương, bạn có 3 sự lựa chọn, Hà Thúy Anh ơi! Sang ngang, sầu lẻ bóng, chuyến tàu hoàng hôn. Em chọn bài hát nào vậy, Thúy Anh? 3 bài này đều là 3 bài rất là hay ạ. Em chỉ có quyền chọn một. Sang ngang đi em. Em chọn nhiều chữ hay ít chữ? Ít chữ thì có sang ngang, trung bình có sầu lẻ bóng, nhiều chữ thì có chuyến tàu hoàng hôn luôn á. Dạ. Vâng, em xin phép được chọn bài hát Sang Ngang. Sang Ngang, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Lễ. Chúc mừng Hà Thúy Anh. Mời thí sinh tiếp theo. Chuẩn bị 3 2 1 bấm. Thí sinh Như Trang sẽ dừng lại ở chủ đề nào để Như Trang ơi? Nhạc trẻ. Wow. 3 bài hát mà Như Trang lựa chọn. Bên em là biển rộng, vậy là mình xa nhau. Dòng sông lơ đãng. 3 cái bài này đều là 3 bài mà em rất là thích. Cái vòng này nhưng em thích thấy em trội hơn là bài nào? Nhưng mà thôi bây giờ mình chọn cái bài ở giữa đi ha. Vậy là mình xa nhau. Chúc mừng Như Trang. Chúng tôi xin mời thí sinh Thái Sơn. Chuẩn bị 3, 2, 1, quyết định đi. Lần này Lê Thái Sơn với chủ đề Bỗng Dưng Dừng Lại, tình khúc vượt thời gian. 3 ca khúc để lựa chọn: 10 năm yêu em và 10 năm tình cũ. À, liên khúc ha. Sầu đông và những bước chân âm thầm, túp lều lý tưởng và tình là sơ tơ. Quyết định của bạn là gì? À, em xin được lựa chọn cả khúc 10 năm yêu em và 10 năm tình cũ. 10 năm yêu em và 10 năm tình cũ. Chúc mừng Lê Thái Sơn. Mời thí sinh tiếp theo. Chuẩn bị Mỹ Ngọc. 3, 2, 1. Vượt thời gian, tình khúc vượt thời gian nữa. 3 lựa chọn dành cho thí sinh Mỹ Ngọc. Vết thương cuối cùng, sớm đêm, dừng bước giang hồ. Và quyết định của Mỹ Ngọc sẽ là? Em xin chọn bài Vết Thương Cuối Cùng ạ. Vết Thương Cuối Cùng. Và xin mời sự lựa chọn tiếp theo của Hồng Gấm. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Chữ tình quê hương. Gắm ơi, 3 sự lựa chọn của em sẽ hiển hiện ngay sau đây. Hồ Biến. Đèn Khuya, Chuyện Tình Nàng Tô Thị,
trộm nhìn nhau, bài tủ của Mạnh Quỳnh Phí Nhung. Mỗi khi em thích ai em hay nhìn trộm á. Trời ơi. Mà ban nhạc của mình á, em nhớ là em hay nhìn trộm á, anh Minh Kha nhiều nhất. Dân gian gọi là lời tỏ tình dễ thương đấy em. Em quyết định đi. Nên em hy vọng mà em hát bài Trộm Nhìn Nhau, anh Kha cho em điểm thấp là anh chết chứ em. Trời, Trộm Nhìn Nhau xuất sắc. Và không quên kèm theo một lời hôn dùa. Xin cảm ơn Hồng Gấm. Phúc Lâm, 3, 2, 1, quyết định. Nước ngoài, 3 ca khúc nhạc ngoại quốc. Đó là See You Again, As Long As You Love Me, Untrained Melody. Từ đầu đến giờ em chưa có thử sức với ở dòng nhạc nước ngoài. Không sao, em hát lời Việt. Có gì nhờ anh Đức Huy anh dịch. Em chọn Untrained Melody. Thì em thấy cái bài này nó có vẻ vừa giản nhất. Chúc mừng Phương Lâm. Yeah. Thưa quý vị, các thí sinh chúng ta sẽ phải ngay từ giây phút này chuẩn bị ý tưởng cho phần dự thi của tuần tiếp theo. Thời gian không nhiều và cũng không chờ đợi. Mong rằng các bạn tập trung toàn tâm toàn ý. Tất cả những việc gì có thể xếp lại thì các bạn hãy nên thu xếp. Phải làm hết mình để đốt cháy ban giám khảo, để đốt cháy ban nhạc và đốt cháy khán phòng này bằng tất cả niềm đam mê của mình. Cho thí sinh chúng tôi những tràng pháo tay thật nồng nhiệt đi quý vị. Xin mời ban giám khảo cùng lên để chia sẻ niềm vui với các thí sinh. Chương trình này do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sóng Vàng thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mong không bằng nhà mình.
vinh quang không bằng. Có mẹ không có ai ngồi. Chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho thí sinh Hồng Gấm. Xin cảm ơn các vũ công. Hồng Gấm, sao bạn quyết định chọn trang phục đen tuyền với bài hát này? Quá lẽ được. Ra em sẽ mặc một bộ áo dài màu trắng, yeah. Mà tại em mập quá nên mặc áo dài đen ạ. Anh thì anh trung thành với lại người phụ nữ có da có thịt hơn là ổn quá. Đúng rồi, chị cũng công nhận là anh Quỳnh nói đúng. Người phụ nữ mà có da có thịt là người đàn ông lúc nào người ta cũng thích và quý mến, giống như Mạnh Quỳnh nói. Chị cũng là phùi phì nhiêu lắm, chị cũng có da có thịt. Xin cảm ơn. Số điểm ngay bây giờ sẽ là 1 điểm. Minh Kha, bài này quanh trống ít quá, bạn khỏe cho nên bạn chấm điểm cao đúng không? Anh chơi điểm 9. Trước tiên là chỉ là trang phục của em và giọng hát của em. Em đã chọn cái bài này đã chạm với trái tim của anh. Anh cảm ơn anh. Trái tim của ảnh treo nhiều nhạc cụ lắm mà em len qua em chạm vô là kinh khủng lắm luôn. Vậy chắc trái tim của anh bắt xa quá, em chạm không có đoán gì đúng không? Trái tim của ông này chắc bọc thép. Nói về âm nhạc ha, thì em làm tốt nhưng mà chưa tốt như anh mong đợi. Cái nét đẹp trong giọng hát của em nó rất là rõ ràng rồi. Nhưng mà anh cần nhìn thấy có chiều sâu hơn. Nếu lúc đó em không bị cảm xúc chi phối nhiều quá thì có lẽ em đã làm tốt hơn rồi. Có lẽ Hoàng Bách đã đặt cái phần nhìn nhiều hơn cái phần nghe. Không. Người ta thi nhạc rồi bạn cứ đòi thấy cái này, thấy cái kia, thấy cái nọ. Bạn phải nghe nhiều hơn chứ. Dạ không, ý em thấy là thấy bằng tai ạ. Còn hôm nay là anh Huy có nhắc nhở em rồi là không nghe bằng mắt nhiều nữa. Thôi, cố gắng nghe bằng tai thì hôm nay em nghe bằng tai lại. Xin cảm ơn nhạc sĩ Hoàng Bách. Thưa quý vị, tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc quyền năng sẽ là 76 điểm cộng với 20 điểm của các vũ công. Chưa kể Bảo Lưu 10 điểm được tặng vì thí sinh cao điểm nhất của tuần rồi. Bạn được 106 điểm. Chúc mừng! Bây giờ sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Xin mời Dương Triệu Vũ ạ. Hôm nay thì đúng là cái phần giữa là Gấm có một chút căng thẳng chút xíu. Nhưng mà một khi mà cái trống bắt đầu tùm 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 là Gấm đã quên đi những cái đó và bắt đầu hát bằng hoàn toàn cảm xúc và một cách trọn vẹn nhất. Chúc mừng bạn. Anh cảm ơn ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Anh thích lúc em hát với cái guitar không thôi. Lúc em hát với cái giọng em nghe rõ mà ngọt ngào lắm. Anh chỉ không có vui là lúc những lúc em lên cao á, em không còn cái cảm xúc nhẹ nhàng nữa mà nó đi xa quá cái tình cảm của bài hát. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Chúc mừng Hồng Gấm. Yeah. Cảm ơn ạ. Thưa quý vị, mời quý vị cùng chào đón thí sinh Hà Thúy An. Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu. Đã biết em hững hờ mà anh vẫn nhớ thương. Đã biết khi yêu anh lòng này mang đắng cay. Đã chớp mang trong tim một hình bóng dáng anh. Phố vắng đêm khuya tàn lạnh lùng lê bước thoáng. Sóng gió qua bao lần còn hoài mong cô nhân. Những phút em bên anh mà hôn em vẫn xa. Những phút giây xa nhau lòng càng thêm đớn đau. Sao mùa đông không đến khi xuân tàn? Sao hồn ta như chiếc lá thu vàng? Tiếng cô đơn chậm chân buông trong bóng đêm dài chỉ một mình ta với ta. Thôi còn đâu giây phút yêu ban đầu.
mà lòng anh vẫn yêu, đã biết em hình hờ mà anh vẫn nhớ thương. Sao vuốt trong con tim tìm lại dấu vết xưa, bóng dáng em đâu còn, còn trăng trong giấc mơ. Sao vuốt trong con tim tìm lại dấu vết xưa, bóng dáng em đâu còn, còn trong những giấc mơ. Khi mà bước ra sân khấu và em đã chợt nhớ ra rằng là mình đã quên đạo cụ biểu diễn, đó là chiếc quạt của em. Bất ngờ đến giữa bài hát thì anh Thanh Bạch bước ra và đã đưa cho em cái quạt cứu em. Cảm ơn anh Thanh Bạch rất là nhiều, bởi vì anh chính là vị cứu tinh của em ngày hôm nay. 20 điểm cho Hà Thúy Anh, xin cảm ơn các vũ công. Em xin cảm ơn rất nhiều. Số điểm của ban nhạc dành cho thí sinh Hà Thúy Anh sẽ là bao nhiêu? Em ơi, cái phong thủy của em nó hợp cái phía bên này hơn là cái phía bên này hay sao á? Mà bên này 998, còn bên này nó không có được như ý vậy hả? Giờ mình coi phong thủy bên này, Minh Kha. Khi đứng trên sân khấu, em sáng tạo, suy nghĩ mọi thứ làm cho ca khúc bóng bẩy hơn, đẹp hơn, hỗ trợ cho ca khúc của mình. Cái điều đó là một cái điều các thí sinh khác nên phải học tập theo em. Dạ, em xin cảm ơn anh Minh Khang rất nhiều ạ. Dạ, xin cảm mời ban nhạc ạ. Nhạc sĩ Anh Khoa, piano. Thấy em cũng trình bày cũng tốt rồi. Vừa hát, nhảy vừa hát, vừa hát vừa nhảy cũng hơi khó. Hát thì nhảy cũng khó. Nhưng mà anh nghĩ là em nên xử lý cái bài này cho nó nghe nó tình hơn tí. Anh thấy nó hơi cứng. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ. Em cảm ơn anh Khoa rất nhiều ạ. Và bây giờ tổng số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng là 74 điểm cộng 20 điểm, bạn được 94 điểm. Chúc mừng. Chúng tôi xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Hôm nay là em rất là đẹp, và những cái động tác em nhảy nó tango rất là dứt khoát. Còn về hát thì hôm nay chị thấy bài hát của em chưa hoàn hảo lắm. Khi mình có hát một bài hát như vậy thì mình tập trung cái lời hát của mình, cái giọng hát của mình nhiều hơn là nhảy. Dạ vâng ạ. Chúc mừng em. Cảm ơn chị. Xin mời tiếp tục với Dương Triều Vũ. Vũ có thể thấy được cái sự căng thẳng của Hà Thúy Anh. Có thể là tại vì đây là lần đầu tiên Hà Thúy Anh nhảy điệu flamenco. Nhưng mà bạn phải để ý là kể cả khi mình nhảy cái điệu flamenco á, sau những cái động tác mà mình dứt khoát á, nó cũng phải có một cái sự mượt mà ngay giữa đó để mà nó dung hòa lại. Cho nên là cái đó là cái điểm duy nhất ở trong cái phần trình diễn này của Hà Thúy Anh thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi thứ thì rất là tốt. Chúc mừng Hà Thúy Anh. Em cảm ơn anh Dương Triệu Vũ rất là nhiều. Dạ vâng. Chúc mừng. Và bây giờ mời quý vị cùng đến với phần góp mặt của thí sinh tiếp theo bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, may ra còn được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Xin giãn từ ngày tháng dòng trời, đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong, tôi yêu người bằng những nghiệt oan, không than van và không trách oan, cho tôi chọn một kiếp đam mê. Ôi, tôi ước mơ em bỏ cuộc vui, trở về căn phòng này đơn côi, môi em dù nỗi đau tuyệt vời khi màn đêm phủ lửa đôi.
là thời gian cũng như ngừng trôi. Yêu thương này người hãy nhận lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy, trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao nỗi khó vụt bay. Tôi không cần và nghi ngại khi ai chê bai thân tôi khờ dại. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi đã biết đời mong. Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi. May ra còn được chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa tôi. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin người đừng lìa xa. Cảm ơn, một tràng pháo tay cho ba thành viên ban giám khảo đã đứng lên để chúc mừng cho thí sinh Phương Long. Còn bây giờ có hai thành viên đang ngồi nghỉ mệt và xin mời đứng lên chia sẻ. Bài nhạc này thì em ở nhà em cũng nghe rất là nhiều. Khi vô đây thì nó không có được gây cái cảm xúc cho em lắm. Dạ, xin cảm ơn anh. Hai anh chị yêu màu tím và thích Thủy Chung đúng không ạ? Đó. Mà ngay cái bài này mở đầu và tôi xin người cứ gian dối, sao mà người Thủy Chung người ta thích được. Đó. Thưa quý vị, và kết quả từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng với thí sinh Phúc Lâm là Quang Bách. Bạn muốn chia sẻ gì với Phúc Lâm? Hôm nay Bách rất thích bạn hát bài này, thích nhất từ trước đến giờ. Nhưng vấn đề là hát sai lời. Tại vì cái dạng bài này nó kỹ về lời lắm. Mỗi từng cái chữ nó ra rất là đau, rất là đắt. Ví dụ như tôi vẫn cứ đợi mong thì bạn hát là tôi đã biết đợi mong. Đây một người bạn rất là thân với nhạc sĩ Duy Quang, nhạc sĩ Đức Huy của chúng ta. Trước hết là tôi cảm ơn bạn. Một màn trình diễn có thể là tuyệt vời. Bởi vì tôi chưa bao giờ mà tôi đánh đàn mà tôi lại máu như thế. Hôm nay bạn hội đủ tất cả những cái yếu tố, chẳng hạn như nhấn nhá, rồi lúc trầm, lúc bổng, lúc lớn, lúc nhỏ. Bạn làm tốt và bạn rất thoải mái. Còn cái điểm mà Bách mới nói đó, thì là một người vừa viết và cũng vừa hát cái bài mình sáng tác. Thì tôi đã là chẳng phải một bài, nhưng mà nhiều bài. Mỗi lần mà tôi hát thì tôi cứ nghĩ là mình phải làm một cái gì mới. Thành ra nhiều khi tôi đổi một chữ, hai chữ. Và tôi nghĩ là đó không phải là một cái vấn đề quá quan trọng để mà bạn bớt điểm người ta như thế. Kỳ quá bác ơi. Vậy là không ban, được rồi. Ban tổ chức cho em lại, em làm 10 điểm cho nó vừa lòng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Cảm ơn nhạc sĩ. Em ơi, em hãy xem tổng số điểm của ban nhạc Quyền Năng sẽ là bao nhiêu nè. 78 điểm. Cộng với 18 điểm, tổng số điểm của em sẽ là 96 điểm. Xin cảm ơn rất nhiều. Hãy xem những khuôn mặt háo hức hồi hộp kia. Xin mời giám khảo Phi Nhung, tình nguyện xuống vòng. Từ trước tới giờ là chị thấy cái màn này là em hát quá tuyệt vời luôn. Chị ngồi cho nó chứ. Trời ơi, hay quá. Ước gì ông Mạnh Quỳnh ông hát bài này ông tặng cho tôi, trời ơi. Không ngờ giám khảo Phi Nhung có nhiều mơ ước ghê vậy đó. Em quá là đàn ông luôn, trời ơi, em đẹp lắm luôn á. Thích. Cảm ơn chị em. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với anh á, từ vòng đầu tới bây giờ cái trình phần trình diễn này là em ca tròn trịa nhất, thành thử mới đứng lên. Anh chúc mừng em. Vì em chính là em. Xin cảm ơn giám khảo Mạnh Quỳnh. Giám khảo Dương Triệu Vũ thì sao?
hôm nay thì Vũ hoàn toàn thuyết phục. Tại vì bạn rất điềm tĩnh, giọng rất sạch sẽ và hát đầy cảm xúc. Không còn gì để đòi hỏi thêm nữa. Chúc mừng Phúc Lâm. Xin cảm ơn anh. Mình cũng cảm giác là rất là vui. Như gì cố gắng những nỗ lực của Phúc Lâm đã được đền đáp và đã được mọi người công nhận. Thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị đến với một thử thách của ba thí sinh đầu tiên không hề nhỏ. Chúng tôi đã liên lạc với đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, kêu họ cho chúng tôi một con vật nào mà an toàn cho những người nghiệp dư. Họ nói gấu không được, sư tử càng không, voi cũng không được. Và có một con vật mà thí sinh chúng ta sẽ phải nâng niu, chiều chuộng, vuốt ve và vừa hát. Trời ơi! Thưa quý vị, và một tiêu chí của ban giám khảo đặt ra là hãy ứng xử với con vật đó như là người yêu của mình. Và bây giờ tất cả đã được sẵn sàng. Now, xin mời thử thách của ba thí sinh đầu tiên. Cho một tràng pháo tay, mang trang ra. Cái lưỡi nó đang liếm cái lỗ tai em á. Anh báo hết cho em biết rồi đó. Sau đó nó vòng qua cái cổ em, nó nằm ít nhìn anh, trời ơi. Vỗ tay mạnh lên. Mua đi. Diễn với con trăng, thể hiện tình cảm người yêu của mình nè. Cho em biết anh cần em, và hãy nói anh vẫn yêu em. Vòng tay em trong tay cho em biết anh cần em, và hãy nói anh sẽ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Em chọn Phúc Lâm. Tại sao? Tại vì Phúc Lâm diễn với con Trăng rất là tình tứ. Thậm chí phần cuối còn hết chương trình còn kiss Trăng tí xíu nữa. Em cũng có hôn Trăng mà còn son nè. Dạ con em là từ lúc mà được mang vô đến giờ em chưa biết mặt mũi nó ra sao hết á. Giám khảo Dương Triều Vũ cho ai? Vũ nghĩ là người mà tình tứ và kiểu như là say đắm con Trăng này nhất là chắc là Phúc Lâm rồi đó. Hôn gần 15 lần. Quay lại hôn cho ban nhạc thấy. Xây lại cho ban nhạc coi, ban nhạc chưa có thấy. Anh ơi, con chăn nó trượt xuống rồi. Anh ơi, con chăn nó trượt xuống rồi.
em không có đỡ nó lên được đâu. Trời ơi, ê, sao con chăn này nó hay bò xuống vậy nè? Em không đỡ được. Gớm à, em chơi luôn con này đi em ha. Dạ, cảm ơn em. Em thì em thấy lần này biến thái quá, chị thích chưa? Hà Thúy Anh à, ôi cho Hà Thúy Anh đi. Còn bé Hồng Gấm thì nó lì quá rồi thôi. Bây giờ ba người tự thống nhất đi. Thì hai người đã cho rồi thì là đã thắng rồi chứ còn gì nữa. Thì tôi làm bộ tôi hỏi chứ tôi cũng biết rồi mà. Vậy đi ông Long thì ghê quá. 10 điểm từ thử thách tập thể. Cho một tràng pháo tay. Nam Vương Trăng, chúc mừng em. Xin mời ba giám khảo lên sân khấu. Không, em không có lên. Điên rồi sao? Lên thì mọi người mang một con trăng. Em rợn hết tóc gáy rồi nè. Em cảm ơn rất nhiều. Em cảm ơn. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh lên trải nghiệm. Vỗ tay mạnh lên. Thưa quý vị và các bạn, tâm lý là quan trọng. Người ca sĩ đôi khi phải diễn những trích đoạn, những vở tuồng mà phải có con vật. Thì như thế, nếu bạn sợ hãi thì khán giả làm sao thưởng thức được. Cho nên điều này rất là quan trọng để chúng ta có những hành trang về sau với những vở dàn dựng thật công phu, thật hấp dẫn, thật tuyệt vời. Bây giờ phần múa bụng xin được phép bắt đầu. Xin cảm ơn anh Mạnh Quỳnh. Xin cảm ơn. Và bây giờ trở lại phần dự thi. Mời quý vị tiếp tục chào đón thí sinh tiếp theo của chúng ta trong chương trình. Yeah.
vời, ban nhạc violin tuyệt vời. Chưa có lẽ bao giờ với phiên bản thôi của nhạc sĩ Y Vân mà được hòa âm phối khí trên một nền như là Lambada. Mà nguyên cái nhóm bên này nhảy Lambada luôn chứ. Cho một tràng pháo tay nồng nhiệt 20 điểm đầu tiên từ các vũ công. Kết quả từ các thành viên ban nhạc quyền năng. Tất cả đều là điểm chính từ hai con số 8. Bây giờ thì anh Phong, guitar solo. Cây đờn của anh rất mắc tiền em biết. Anh hãy nhận xét về thí sinh đi. Anh làm em choáng quá. Hôm nay em rất cố gắng trong cái phần trình diễn của em. Nhưng mà anh cũng nhắc cho em nhớ là trong cái lúc em hát hơi bị cứng nhịp quá. Có đôi lúc phải giãn ra một chút. Thứ hai nữa là cái khúc cuối em feel chưa có đúng cái thể loại này đâu. Nhưng mà thấy em rất là cố gắng rồi, thành ra động viên em cho em 9 điểm. Cho 9 mà chê không. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ ban nhạc quyền năng là 79 điểm cộng với 20 là bao nhiêu vậy? 99 điểm. Ôi con số đẹp như mơ. Đứng nhì bảng đó quý vị. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Nhìn chung thì phần trình diễn của em là tuyệt vời. Đối với cái thể loại này em làm cũng tốt lắm. Hát nhảy mà cái khuôn mặt của em rất là sexy. Anh dưới này anh ngồi nói oh my god, đã quá. Anh Quỳnh hát nhạc quê hương không thôi đó. Anh ít có khi nào mà anh tiếp thu mày cái nhảy tưng bừng gì hả. Mà bây giờ anh khen em là em phải nói là em cảm ơn anh đi. Nhưng mà có một điểm anh không thích là cái phần cuối cùng anh dễ anh làm cái anh thấy nó bị loãng cái bài hát hết rồi. Dạ cảm ơn. Khi mà em hát những cái nốt mà em lên cao á, cái này em chị ngồi chị xem thì hơi khó chịu một chút xíu thôi, mai mốt nó nhẹ lại một chút xíu. Không, em thích mà. Thì đó chị nói là em thích là phải la vô mặt em vậy đó. Chị em thích đó là chị cũng thích, nhưng mà ý chị cần chị góp ý thêm thôi, chứ ngoài ra là rất là hoàn hảo, không có gì hết. Chúc mừng em. Mình muốn xử lý cái bài này nó mới một chút để mà nó gần với những cái người trẻ hơn. Nhưng mà có vẻ như là cái cách xử lý của mình có thể là như hôm nay mình feel quá cái những cái chỗ cao thì mình hú hét các kiểu thì chị Phi Nhung và anh Mạnh Quỳnh chưa có cảm được. Xin mời Dương Triều Vũ. Hôm nay Như Trang bốc lửa ở trong cái màn trình diễn này. Dĩ nhiên là nó có những cái nơi mà nó không hoàn hảo, nhưng mà hôm nay Như Trang đã lấy lại phong độ và làm cho Vũ rất là hãnh diện. Em có thể nói lời gì với mọi người? Em muốn ở mỗi vòng em sẽ có một cái sự thay đổi nào đó. Mặc dù ngày hôm nay đây không phải là một tiết mục mà gọi là tuyệt vời nhất, nhưng mà nó thoát ra khỏi những cái gì em thường ngày thì em cảm thấy rất là vui. Và em cảm ơn các anh chị đã đón nhận. Xin được chúc mừng Như Trang. Trô lên. Thưa quý vị và các bạn, sau khi 7 thí sinh chúng ta dự thi xong và tổng kết cộng số điểm, hai thí sinh thấp điểm nhất sẽ có một bài hát cùng song ca với nhau. Và thưa quý vị, nhưng điều đó chốc lát nữa đây chúng ta sẽ tính. Còn bây giờ, hỡi các vũ công, hỡi các thành viên, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón thí sinh tiếp theo. Xuân qua
tiếng hát ve Phượng Hồng là hoàng hậu đó. Phượng buồn vì tình ta tan theo sóng biển nổi trôi. Ngàn năm trong tôi tình này không phải vui. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn Phượng ơi. Ngàn năm trong tôi tình này không phải vui. Xuân qua hè Phượng ơi. Em thức bao nhiêu đêm để em vẽ được vậy? Dạ em nhờ người vẽ nhưng mà nhưng mà mới vẽ xong hôm qua thôi ạ. Ồ, hèn chi anh thấy nó còn mới tinh. Thưa quý vị, vì có một thành viên ngồi xuống cho nên bạn được 19 điểm. Chúc mừng Quỳnh Anh. Còn bây giờ số điểm của từng thành viên ban nhạc mới là quan trọng đây. Xin mời các thành viên ban nhạc Quyền Non. Có giọng cười rót lên trước khi số điểm. 8, 8, 7, 7, 7, 8, 8. Minh Khang, tại sao có tiếng cười như thế trước khi điểm xuất hiện ạ? Anh ấy tôi cho em cuộc chơi nó khắc nghiệt nha. Thì em không may em lại bóc nhầm một cái thể loại ngược với thể loại của em. Thì đó cũng là một cái thử thách. Mình có thể mình xử lý giọng giả thanh opera, mình hát nhạc dân ca trữ tình rất là nhiều. Em tập thêm cái điều đó. Cảm ơn anh. Anh Khang thử thị phạm là em có biết không mẹ về phương giả thanh, đẹp hát, giả thanh, hát giả thanh. Em đang hát giả thanh. Vấn đề là em đang hát giả thanh làm sao mà hát. Trời ơi, Hoàng Bách ơi là Hoàng Bách. Thưa quý vị, kết quả số điểm của thí sinh Quỳnh Anh với Phượng Buồn 67 điểm cộng với 19 điểm. Tổng số điểm của Quỳnh Anh là 86 điểm. Mặc dù là số điểm không được cao nhưng mà em nghĩ rằng đó cũng là một sự nỗ lực và phấn đấu của em rất là nhiều. Rồi, xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Anh thì anh rất thích cái áo dài của em, mái tóc của em và khuôn mặt của em. Rất là thùy mị, rất là duyên dáng của một cô gái hát nhạc phẩm Phượng Buồn. Tuy nhiên em hát bài này có nhiều chỗ em bị phô nhiều lắm. Ok. Cách bỏ câu, bỏ chữ của em cũng hay. Nhưng mà tại vấn đề cái là không phải dòng nhạc của em chưa có được nhuần nhuyễn cho lắm. Thì anh mong rằng em sẽ trao dồi thêm về những nhạc phẩm này. Dạ, em xin cảm ơn anh. Xin mời giám khảo Dương Triệu Vũ. Đừng có buồn nữa, tại vì hôm nay Quỳnh Anh cho dù hát không đúng sở trường nhưng mà đã làm rất tròn trịa. Dĩ nhiên không thể nào hát giống như một ca sĩ mà chuyên về thể loại này được. Và Vũ sẽ đứng lên để ủng hộ cho bà. Xin cảm ơn giám khảo Dương Triệu Vũ. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Chị thấy nếu mà cho em tập thêm 2 tuần nữa là chị nói thật em hát không có thua gì chị đâu. Chị so với chị thôi. Thiệt. Tại vì những cái mà em nhả chữ chị nghe kỹ em nhả rất là ngọt ngào. Chứ không có phải là hết một cái bài là nó cứng hết. Em xin cảm ơn chị rất nhiều. Quỳnh Anh, em còn cơ hội được ban giám khảo yêu thích có thể 10 điểm. Và trong phần tập thể mà thử thách đó, nếu em làm hết mình, em xả láng luôn, ban giám khảo tặng 10 điểm nữa, em vọt lên trên an toàn. Nhiều cơ hội lắm đúng không? Cố gắng lên em. Cố lên. Yeah. Thưa quý vị, trong trang phục người ta có hàng hiệu, trong nhạc cụ người ta có nhạc cụ hiệu. Trên tay tôi bây giờ là một nhạc cụ hiệu mà chính anh Phong đã lựa dùm. Tiếp nói sau đây ai ca, tiếp nói sau đây ai thi, cùng nhau ta mua, ta hát cho quên đêm này. Rồi sẽ qua mau, tình yêu rồi sẽ phôi pha.
đừng tình yêu đó trong tim không bao giờ phai. Lai 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 lai. Vì vừa xem một phần trình diễn rất là dễ thương của giám khảo Phi Nhung với phần phụ họa của nhóm dancer và MC Thanh Bạch. Quý vị, một tràng pháo tay. Kính thưa quý vị, chúng ta đã vào vòng bán kết rồi. Bây giờ anh Mạnh Quỳnh có thể nói cho quý vị khán giả nghe được 20 luật lệ của ngày hôm nay được không? 20... Dụ em, dù ơi anh chỉ biết rằng đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chỉ giao cho hai anh em mình nói được bấy nhiêu thôi, để câu giờ cho MC
thánh bạch vào bên trong thay một bộ đồ ra để làm MC. Kính thưa quý vị, những lúc như thế này chúng ta mới thấy thương cái người điều khiển chương trình. Một tràng pháo tay cho MC Thanh Bạch trở lại sân khấu và nữ giám khảo Phi Như. Thưa quý vị, đến vòng bán kết thì tất cả chúng ta đã quá quen với nhau rồi. Bây giờ thì cảm xúc của Phi Nhung đối với các thí sinh của vòng bán kết, chúng ta sẽ chọn ra 3 thí sinh trong số 5 thí sinh để vào vòng chung kết. Phi Nhung có hy vọng rằng quán quân đó sẽ rất là phù hợp với ban nhạc Quyền Năng không ạ? Em rất là hy vọng và em rất là tự tin quán quân kỳ này là hợp với ban nhạc Quyền Năng. Xin chúc giám khảo tự tin và nhiều năng lượng. Xin mời. Quý vị, các bạn thân mến, trong vòng thi bán kết này chúng ta chỉ còn có 5 thí sinh xuất sắc nhất. Họ sẽ trải qua 2 bài hát. Bài hát đầu tiên, đây là bài hát thí sinh cực kỳ yêu thích. Tuy nhiên, các thí sinh sau khi trình bày bài hát yêu thích của mình sẽ được ban nhạc đề nghị một bài hát do chính các thành viên ban nhạc tuyển chọn. Và hơn thế nữa, ban nhạc còn đưa kèm theo một thử thách mà thí sinh đó phải vượt qua và hoàn thành bài hát. Thưa quý vị, 20 vũ công cũng sẽ quyết định trong mỗi bài của thí sinh. Nếu đầy đủ 20 người khiêu vũ, thí sinh đã được 20 điểm. Mỗi một người ngồi xuống sẽ bị trừ đi 1 điểm. Và thưa quý vị, cộng tổng số điểm của các vũ công và của ban nhạc sau 2 ca khúc thì ba giám khảo của chúng ta sẽ sử dụng quyền của mình bằng cách tặng số điểm cho bất kỳ thí sinh nào mà mình thấy là xứng đáng nhận 10 điểm từ thành viên ban giám khảo. Tuy nhiên, một điều hấp dẫn, bất ngờ, thú vị, có sự quay lại của các thí sinh từ vòng đầu tiên để cùng chung nhau một tiết mục để coi như chúc mừng đêm bán kết của chúng ta. Và trong các thí sinh quay trở lại ấy, ban giám khảo để ý thật kỹ, một thí sinh nào hết sức là ấn tượng sẽ được tặng một cúp lưu niệm. Mà chiếc cúp này cũng đồng nghĩa với thí sinh có quyền tặng 10 điểm cho bất kỳ thành viên nào trong 5 bạn có mặt hôm nay. Thưa quý vị, và tổng kết tất cả các cột điểm cho đến giai đoạn cuối cùng, thí sinh cao điểm nhất sẽ đi thẳng vào vòng chung kết. 4 thí sinh còn lại sẽ chia nhau thành 2 cặp đôi song ca. Vị trí thứ 2 sẽ đấu với thí sinh thứ 5, vị trí thứ 3 sẽ đấu với thí sinh thứ 4. 2 bài hát đã được thông báo, đó là Vần Trăng Khóc của Nguyễn Văn Chung và bài Vùng Trời Bình Yên của nhạc sĩ Hữu Tâm. Và thưa quý vị, chính ban giám khảo sẽ là người quyết định trong cặp song ca ấy, thí sinh nào sẽ được chọn. Và 2 cặp song ca chúng ta chọn ra 2 người cùng với thí sinh cao điểm nhất. Và đêm chung kết sẽ là 3 thí sinh tranh tài cùng nhau với những điều bất ngờ, thú vị. Thưa quý vị, tất cả đã được sẵn sàng. Một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón thí sinh đầu tiên. Anh vì sao không tin nhau?
Thưa quý vị, với ca khúc mở màn vừa rồi, Như Trang đã khuấy động không khí thật là tuyệt vời. Cho nên là không có vũ công nào ngồi xuống hết. Em được 20 điểm trọn vẹn. Chúc mừng Như Trang. Xin cảm ơn các vũ công. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc quyền năng. Anh sẽ hỏi nhạc sĩ Minh Khang. Em khuấy động được khán phòng, một điều rất là hay. Nhưng ở đây anh chưa có cái sự giao lưu vừa cái đoạn solo giữa em với guitar. Anh đang chờ cái điều đó. MC, em thấy là cò cưa giống bắt rất nhiều nha. Thì cái đó là lý do được điểm 10 đúng không? Đấy là lý do tại sao được điểm 10. Em phải cưa cho đều chứ. Quay trở lại thì cái đoạn coda cuối, thí dụ em feeling đúng 2 ô thì 2 ô, chừa anh guitar anh đối qua đối lại đối qua là, thì có cái sự giao lưu đó nó sẽ bùng nổ hơn nữa. Em thiếu một cái điều đó. Xin được hỏi Hoàng Bách, hôm nay thí sinh chúng tôi quá tràn đầy năng lượng đúng không ạ? Cho nên khi ở cự ly gần thì hầu như là tan chảy hết, tan biến hết, không còn hoạt động được. Cho nên điểm 10 luôn phải không? Không không không, thực ra là điểm 10 này của Bách thì lần này là anh đã mong chờ cái giọng hát của em nó biến chuyển theo nhiều cái thể loại nhạc. Và hôm nay là thể loại gần như là lần đầu tiên em hát trong chương trình này, hơi funk rock một chút xíu. Với mỗi thể loại em có tìm hiểu, anh nhìn thấy cái tố chất của một ca sĩ đẳng cấp ở em, cho nên là anh cho em 10. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc với thí sinh đầu tiên của chúng ta. 79 điểm cộng với 20 điểm của vũ công, em được 99 điểm. Rồi, trong khi chờ đợi ban nhạc thống nhất với nhau bài hát thứ hai, chúng ta sẽ nghe nhận xét từ các thành viên ban giám khảo với thí sinh đầu tiên, Như Trang. Xin mời Dương Trường Vũ. Hôm nay bạn hát cái bài này theo cái kiểu funky rock rất là hiệu quả và làm cho mọi người ở đây đều hào hứng theo. Vũ cũng muốn đứng dậy nhảy nhún theo. Chúc mừng Như Trang. Dạ, cảm ơn anh. Và giám khảo Mạnh Quỳnh. Nếu mà được 10, anh sẽ cho em 10 ngay lập tức. Vậy giống Hoàng Bách á. Em mở màn một bài rất là sống động mà em hát từ nốt cao nốt thấp, em rất là tròn trịa, em lên những nốt mà cao nhất anh nghe rất là rõ như này. Anh xin chúc mừng em. Bây giờ chúng ta hãy xem ban nhạc quyết định ca khúc với Như Trang là bài nào. Anh là anh thích em hát bài Duyên Phận, nhưng mà ban nhạc quyết định cho em hát bài Duyên Kiếp. Hả? Bài Duyên Kiếp. Thắng thì thích Duyên Phận, nhưng ban nhạc đề nghị Duyên Kiếp. Một nhạc sáng tác của nhạc sĩ Lam Phương. Phương. Em ơi, đó là thử thách một. Ban nhạc còn cài thêm một bí mật nữa. Mà cái điều đó thì khi em ra đi, rồi em sẽ cảm nhận được thử thách đó là gì. Thưa quý vị, và bây giờ Như Trang sẽ vào trong để chuẩn bị lượt thi thứ hai của mình. Chúc mừng, bạn đã hoàn thành phần thi đầu tiên. Thưa quý vị, và thí sinh thứ hai tiếp theo chương trình với chúng ta ngày hôm nay, hãy chào đón Phúc Lâm. Chợt thấy nhớ hoa thường về, bàn tay ngắt hoa từ phố nọ, giờ đây đã quên vườn xưa. Một hôm mưa qua thành phố lạ, thành phố đã đi ngủ chưa. Đời ta có khi là lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do. Nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà về những phố xưa tôi về. Ngày xuân bước chân người rất nhẹ, mùa xuân đã qua bao giờ. Nhiều đêm thấy ta là thác đổ, tình ra có khi còn nghe. Một hôm bước chân về giữa chợ, chợt thấy vui như trẻ thơ. Đời ta có khi là đốn lửa, một
trăm nghìn nấm mộ. Tôi thấy quanh đây hồ như đời ta biết bao điều mới là tôi đã sống rất ở. Lòng tôi có đôi lần khép cửa rồi bế vết thương tôi quên, và em đã mang lời khấn nhỏ bảo tôi đứng bên đời. Xin chúc mừng Phúc Lâm với Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ. Chỉ có một phía bên tay phải có một con nai, không còn múa hát trong rừng nữa mà ngồi xuống. Em được 19 điểm. Xin được hỏi con nai, tại sao nai không nhảy mà nai ngồi? Dạ thì hôm nay em thấy anh hát không cảm xúc như mấy lần thi trước nên em đi vô. Xin cảm ơn em. Thưa quý vị, kết quả số điểm từ các thành viên ban nhạc Quyền Năng. Xin được hỏi anh Thảo Viêu Long ạ. Chúc mừng Lâm đã hoàn thành tốt cái phần thi của mình. Nó cao trào, nó mãnh liệt. Anh nhìn thấy được phần đó. Và anh cho Phúc Lâm 9 điểm. Xin mời Minh Tha. Cái ca khúc này em hát hôm nay anh chưa thấy giống như là cái tựa bài hát Ta Là Thác Đổ. Anh cần thấy cái bức hồn, nó cái một cái cảm xúc thêm, thêm cái cảm xúc nữa. Xin cảm ơn Minh Kha. Thưa quý vị, tổng số điểm của thí sinh Phúc Lâm từ ban nhạc Quyền Năng 73 điểm cộng với 19 điểm. Tổng số điểm của bạn là 92 điểm. Chúc mừng. Chúng ta sẽ nghe ban giám khảo nhận xét ạ. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Giọng hát em hôm nay vẫn ngọt ngào. Tuy nhiên, anh vẫn thấy chưa có đủ sức truyền cảm của một cái bài nổi tiếng như thế này. Anh mong rằng là em sẽ có thể làm hay hơn được nữa trong cái lần sau. Xin mời sự chia sẻ từ giám khảo Phi Nhung. Trong mắt của Phi Nhung thì lúc nào cũng thích em cái cách trình diễn trên sân khấu, từ quần áo cho tới khuôn mặt rất là đẹp. Và còn hôm nay thì em diễn cũng ok, hát cũng ngọt ngào. Những cái câu đầu tiên vô em nhả chữ, chị Nhung thích hát giống như nói vậy đó. Chúc mừng em. Xin cảm ơn các thành viên ban giám khảo. Thưa quý vị, và bây giờ thì bài hát thứ hai Phúc Lâm sẽ được đề nghị là ca khúc nào? Chúng ta chờ xem nha. Xin mời nhạc sĩ Đức Huy. Chúng tôi có đề nghị yêu cầu bạn hát một bài mang tên Đường Xa Ướt Mưa. Chết bạn đó. Xin mời Phi Nhung. Cái bài hát này nè, em tặng cho chị nha. Dạ vâng, em sẽ hát tặng riêng cho chị Phi Nhung bài hát Đường Xa Ướt Mưa. Cảm ơn. Và thí sinh chúng ta sẽ quay lại trong chốc lát nữa. Xin được chúc mừng Phúc Lâm. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo đó là thí sinh Thái Sơn. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it beat the one old man, a poor boy. And God, I know I'm one.
Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi rất cảm ơn 20 Vũ Công đã cùng hòa nhịp với thí sinh Thái Sơn. Xin chúc mừng 20 điểm đầu tiên cho bạn. Chúng ta sẽ nghe kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Xin mời Hoàng Bách. Em có một phần trình diễn về mặt thanh nhạc thì anh nghĩ là gần như là hoàn hảo. Và hát rất là có thần. Anh nghe vẫn có cái cá tính của em so với bản gốc nữa. Và chúng ta cùng đến với tổng điểm từ thí sinh Thái Sơn qua ca khúc vừa rồi. 73 điểm cộng với 20 điểm, bạn đã có số điểm tổng là 93 điểm. Ban nhạc sẽ chuẩn bị cho thí sinh Lê Thái Sơn chúng ta bài hát thứ hai. Còn bây giờ mình sẽ trò chuyện với ban giám khảo nha. Xin mời sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Đối với anh thì đã vô tới dòng bán kết như thế này, tất cả năm thí sinh đều rất là hay. Em đã không làm thất vọng khán giả cũng như ban giám khảo. Thì anh xin chúc mừng em và hy vọng sẽ gặp em ở vòng chung kết. Xin mời sự chia sẻ tiếp tục từ giám khảo Dương Triều Vũ. Vũ rất đồng ý với những gì mà anh Bách nói về giọng của Thái Sơn. Tức là Sơn có một cái chất riêng, cho nên cái bạn cần làm là phải nghiên cứu, phải hiểu được cái khả năng của mình như thế nào. Thì lúc đó Thái Sơn mới có thể thành công và có một Thái Sơn mà một ngôi sao hạng A thật sự. Em cũng giống Vũ thôi. Lúc nào cũng rất là ngưỡng mộ cái giọng hát của em. Hôm nay bài mở màn của em là em trình diễn quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Ngay sau đây em sẽ có một cái thử thách để em sử dụng cái sở trường của mình vào bài hát mà ban nhạc sẽ cho em biết ngay bây giờ. Đó là bài hát nào ạ? Xin mời Minh Kha, tay trống, Cừ Khôi. Theo sự thống nhất của toàn anh em ban nhạc, tụi anh sẽ chọn cho em một bài hát của cố nhạc sĩ Khánh Băng. Đó là bài Sầu Đông. Sầu Đông, wow. Thưa quý vị, và Thái Sơn sẽ vào trong để chuẩn bị ca khúc Sầu Đông. Thưa quý vị, thí sinh tiếp theo, mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay gặp gỡ. Thank you.
20 người vẫn còn y nguyên và không ai chịu ngồi xuống. Chúc mừng, xin cảm ơn. Tèn tèn. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Đập. Về cái phần trình diễn vừa rồi, tôi rất thích. Từ cái trang phục rất đẹp và cái cách xử lý cái bài này với một cái thể nhạc mà bạn không hề quen, tôi đã say sưa đàn cái bài này. Tôi thích những cái luyến láy của bạn, nhất là khúc chót. Cảm ơn. Xin cảm ơn. Em xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy ạ. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy. Quang Trung 9 điểm anh nói nè. Hôm nay em là mặc trang phục rất là đẹp. Dù em là người miền Bắc mà em xử lý vậy rất là thông minh. Được lòng lắm mà kiếp mất là được lòng anh được rồi. Nhưng nha, cái luyến lấy của người miền Tây là nó mình phải xử lý cho nó khéo hơn. Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thưa quý vị, và bây giờ kết quả số điểm từ các thành viên của ban nhạc Quyền Năng. Cho thí sinh Hà Thúy Anh, 73 điểm cộng với 20 điểm. Bạn đã có số điểm là... 93 điểm ạ. 93 điểm. À, bây giờ xin mời các thành viên ban nhạc sẽ thống nhất bài hát tiếp theo. Trong thời gian này chúng tôi xin tranh thủ để nghe ban giám khảo nhận xét. Trong cái bài hát này là chị thích nhất là em hát một cái câu là em khỏi nhớ chuyện ngày xưa mà em đưa lên xong đưa xuống. Chỗ đó rất là hay. Cái cách mà em diễn xuất trong bài hát này á rất là tuyệt vời. Diễn mà có hồn lắm luôn kìa. Chúc mừng em nha. Em cảm ơn chị Phi Nhung rất nhiều. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Thực ra cái bài này á thấy dễ hát mà nó rất là khó. Tại vì nó có những cái nốt luyến rất là khó luyến. Nhìn chung thì em ca cái hồn lắm, em ca cái khuôn mặt em biểu lộ đúng cái tâm trạng của một người con gái mà bị cái người yêu bỏ. Thì anh hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở trong vòng kế tiếp nữa. Xin cảm ơn nhạc sĩ Anh Khoa. Thưa quý vị, và bây giờ xin mời nhạc sĩ Anh Khoa sẽ đề nghị bài hát thứ hai cho Hà Thúy Anh trong chương trình ngày hôm nay. Em biết bài Rêu Phong không? Dạ em có ạ. Thì anh cũng quyết định cho em hát bài Rêu Phong. Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành vòng thi của mình ở đây. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho thí sinh tiếp theo đi quý vị. Hồng Gấm. Chờ hết cho người, chờ luôn mong mỏi nụ cười, chờ sống đời con hư không. Này gió sẽ bay về trời, này hoa sẽ rơi về cội, còn ta còn ta đường nào cho ta. Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời, trả hết tình tôi vẫn nợ không thôi. Mắt đã mù loà vì nợ tình xa, tóc rơi bạc màu vì nợ yêu. Trả nợ tình nhớ, trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, cho sống đời còn hư không. Ngày gió sẽ bay về trời, ngày hoa sẽ rơi về cội, còn ta. We'll
Em đã biết điều gì xảy ra với số điểm đầu tiên của mình trong số 20 vũ công chưa vậy? Ây da, gấm có 20 điểm đó mà. Điều này hoàn toàn chính xác rồi đó. Xin cảm ơn. Chúng ta cùng xem kết quả của ban nhạc nhé. Số điểm là... Chúng tôi xin được mời nhạc sĩ Minh Khang. Đáng lý là Khang sẽ cho điểm tuyệt đối. Hát rất là hay. Nhưng mà gấm khi mà hát sung chỉ có một cái động tác. Em chưa có kỹ năng biểu diễn. Nghe và nhìn lúc nào nghe và nhìn. Nghe rất là đã, nhìn anh chưa đã. Anh thì anh thích cái cách em xử lý cái bài này. Nó hoàn toàn khác với những người khác. Em xử lý ở trong có nhiều đoạn rất là hay. Anh mới cho em 10. Dạ, em cảm ơn ạ. Thưa quý vị, và bây giờ tổng số điểm của thí sinh Hồng Gấm, 84 điểm cộng với 20 điểm. Hiện nay Hồng Gấm đang sở hữu 104 điểm, dẫn đầu bảng. Chúc mừng em. Xin mời Hồng Gấm tiếp tục chia sẻ cùng với các thành viên ban giám khảo. Khi em trình diễn bài hát rất là tự tin, đúng như một ngôi sao luôn. Còn về giọng hát, cái đoạn mà Vũ thích nhất là cái đoạn lắng. Em hát rất tình cảm, nhấn nhá, rồi cái biểu cảm ở trong câu hát của mình rất tuyệt vời. Chúc mừng em. Em cảm ơn anh ạ. Cái này anh góp ý riêng bản thân anh nha. Thì khi anh nghe cái bài này á, em mặc dù hát theo cái điều chát, nhưng mà em hát từ đầu đến đuôi anh nghe những cái luyến em đều giống nhau hết. Những cái nào mà cần kéo ra thì em kéo, còn những cái lúc khác em hát cứ vẫn bình thường cái giọng của em thì nó sẽ tốt hơn nha. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Và bây giờ xin mời đại diện ban nhạc sẽ công bố bài hát mà Hồng Gấm sẽ hát. Bài số 2 là bài gì ạ? Chúng tôi làm khó cho bạn một tí đối với một bài rất là quen thuộc, đó là bài Đừng Xa Em Đêm Nay của nhạc sĩ Đức Huy. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một thử thách thích thú. Thưa quý vị, chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Hồng Gấm đã hoàn thành phần thi đầu tiên của mình. Thưa quý vị, và tiết mục chúc mừng đêm bán kết của chúng ta, đó là các thí sinh từ các vòng thi đầu tiên cho đến hôm nay. Quý vị hãy xem đây là những thí sinh quen thuộc nào của chúng ta với một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Đức Huy được mang tên Yêu Em Dài Lâu. Và một tràng pháo tay nồng nhiệt. Ban giám khảo đoán đúng có thưởng. Năm thí sinh quen thuộc với quý vị. Không, bây giờ em đoán trước một người được không? Xin mời Lady First. Ok, ủa, lên đây rồi, lên đây rồi. Quỳnh. Nhỏ này là Quỳnh Trang phải không? Quỳnh Trang là một đáp án. Chính xác hay không? Hãy mở ra cho chúng ta xem. There you go.
Giám khảo Phi Nhung. Em đón cô mèo đen. À, Mỹ Ngọc. Đúng không? Đúng rồi. Bác Nam là nghĩa nè, bộ biết chắc chắn luôn. Rồi. Còn bây giờ đây nè, nghe giọng hát nè, xin mời. Em không muốn lên trong đời. À, Trà. Thanh Trà. Đúng rồi, Vũ giỏi lắm. Còn đây em hát câu đi em. Ê, ai đi qua lối đó, ai trong lòng càng âu lo. Nhìn em lòng tôi không đắn đo. Vũ Văn gì? Cạnh. Chính xác luôn. Yeah, em ốm nhom nhách đúng không? Oh, yeah. Bây giờ ban giám khảo bình tĩnh. Chúng ta có một cái cúp để tặng cho thí sinh nào ấn tượng nhất khi trở lại với vòng bán kết. Ba người nên thống nhất với nhau và một người đại diện sẽ nói. Hai, ba. Anh cái gì vậy? Không, cái này. Đúng, chị thắng rồi, chị thắng rồi, chị gọi đi. Rồi. Ủa đây là thắng chị hả? Thắng rồi mà. Hai cái bốn. Thắng rồi, cứ để đi. Trong tất cả năm bạn thì ấn tượng của Phi Nhung á thì là bé Quỳnh Trang nhảy mà cái tay cứ để xuống giữa không à, không biết nó làm cái gì mà nó cứ để bắt hoài xuống Michael giữa. Jackson. Và ba giám khảo đã đồng ý vote cho thí sinh Quỳnh Trang. Và thưa quý vị, trước khi trao cúp xin mời thí sinh hãy chia sẻ cảm xúc của mình khi quay trở lại với đêm bán kết này. Xin mời Quỳnh Trang. Dạ, được quay trở lại sân khấu của ban nhạc Quyền Năng thì em rất là vui. Và nãy giờ ngồi ở dưới theo dõi tiết mục của mấy anh chị thì cảm thấy tiết mục nào cũng hay hết. Và tiết mục nào cũng rất là ấn tượng và mấy anh chị thật sự rất là giỏi. Xin cảm ơn Quỳnh Trang. Thưa quý vị, và xin được gửi chiếc cúp này kỷ niệm. Em bây giờ em nhận giùm anh nha, chúc mừng em. Thưa quý vị, một tràng pháo tay xin cảm ơn các thí sinh của ban nhạc Quyền Năng đã quay lại với vòng bán kết của chúng ta hôm nay. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta cùng chào đón sự quay trở lại bài hát thứ hai với thí sinh Như Trang. Xin mời. Thưa quý vị, bài thứ hai đó là bài hết sức quen thuộc, Duyên Kiếp. Chúng ta sẽ bật mí ngay sau đây thử thách của ban nhạc với Như Trang. Cái thử thách ban nhạc quyết định cho em là em hát tông của Nam, bài Duyên Kiếp. Thì em có hai cái giải quyết, một là em hát thật là cao, hai là em hát lòng dưới. Là mẫu đi anh ơi, chăm nghe không bằng một thấy. Em ơi nếu mộng không thành thì sao? Còn thử thách thứ hai nữa thì xin mời Công Thanh. Thử thách thứ hai là thầy anh em hợp lại, muốn là anh sẽ làm cái gì cho em khó hát. Thưa quý vị, cho một tràng pháo tay ban nhạc Quyền Năng với Duyên Kiếp và Như Trang. Cố lên chị, ở đây chị ủng hộ em. Đời mịt mờ và nếu về
ban nhạc sướng như hôm nay. Và em ơi, cái tông này tông nam đối với em không có nghĩa lý gì hết. Thưa quý vị, 20 vũ công, 20 điểm, chúc mừng Như Trang. Hãy xem số điểm từ các thành viên ban nhạc như thế nào. 10 Xéo đi, xéo. Những cái thử thách của ban nhạc đối với em là giống như là nó không có vậy đó. Từ tông nam cho tới những câu báo của anh Thanh là giống như là không phải là thử thách đối với em. Em làm một cách rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Chúng tôi cũng chưa thể nào mà tin được rằng là có một người có thể hát vừa hay, vừa chuẩn xác và vừa có một cái giọng đặc biệt như thế. Tôi nghĩ rằng là chúng tôi rất là muốn có bạn ở trong ban nhạc. Trời ơi! Thưa quý vị, phần vừa rồi không có tập qua một lần nào hết với ban nhạc, mà tất cả những bố cục đó là ban nhạc tự nghĩ ra và Như Trang phải hoàn thành bài hát. Chúc mừng thêm một lần nữa. Cảm ơn các mọi người. Hãy xem tổng số điểm như thế nào. 85 điểm cộng với 20 điểm, em đã có 105 điểm. Cộng số điểm của bài số 1, bạn có 204 điểm. Xin được chúc mừng ban nhạc, chúc mừng Như Trang. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Này là tiếng hát em ngưỡng mộ lâu lắm rồi, quá tuyệt vời luôn. Chúc mừng em. Xin mời giám khảo Mạnh Quỳnh. Bây giờ đối với anh không có dùng lời lẽ nào với em hết, chỉ dùng một cái hành động duy nhất thôi. Bái phục, bái phục, bái phục. Em nghĩ là đây là cái bài hát mà làm cho em phấn khích nhất từ đầu chương trình cho tới bây giờ. Là bạn có thể hát với cái quãng mà nó dã man như vậy, cao như vậy. Và thứ hai là khi mà anh Thanh ảnh báo những cái câu trống rất là lạ, rất là khó khăn, nhưng mà bạn đều bơi theo được. Cho nên là làm cho tất cả mọi người đây đều phấn khích. Và Vũ đã đứng từ đầu bài cho tới cuối bài luôn. Vũ hy vọng là sau này sẽ gặp bạn ở trong những sân khấu chuyên nghiệp trong tương lai. Yes. Cảm ơn em. Chúc mừng Như Trang. Yeah. Thưa quý vị, còn bây giờ là sự trở lại lần thứ hai, bài hát số 2 của thí sinh Phúc Lâm. Xin mời. Chúng ta cùng nghe các thành viên ban nhạc công bố thử thách. Xin mời anh Quang Trung ạ. Cái bài mà Đường Xa Ít Mưa của nhạc sĩ Đức Huy đây đó, từ xưa đến giờ quýnh clip nó xì lô đó, buồn lắm. Bây giờ mình quýnh cái clip cho nó thật tưng lên, hip hop đó nha. Ha. Trời ơi, anh thấy mưa quá trời mưa rồi kìa. Mình khàn ướt hết trơn. Xin cảm ơn Quang Trung và xin mời Hoàng Bách. Bạn sẽ hát với bản hip hop mà sẽ có rapper đi ra. Còn rapper thích đi ra lúc nào là việc của ông ấy. Đấy, còn việc của bạn là bạn cứ hát. Nhớ nha, cái điều gì có xảy ra em cũng phải hát đến hết bài như chưa. Thưa quý vị, 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Gian đứng yên lắng động. Nhà em có mấy anh em? Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng. Em là anh cả hay là em út? Mưa rơi làm thêm có câu giá từ. Thường mưa vào tháng mấy? Da em lụa là tóc em xõa về. Em thích tóc dài hay tóc ngắn? Lung linh trời sao sáng trong mắt em. Em ơi, chị thấy chị Dung đẹp không? Môi em làm thêm khó câu xa từ vì đường xa ướt mưa. Đôi son của chị Nhung không màu gì vậy? Vì đường xa ướt mưa. Em hôm nay chưa? Em về. Em không thích đi về. Sao em không ở lại để đêm nay? Ôi, ở miền Nam có mấy mùa vậy? Xa ướt mưa. Bắt anh chưa em về? Mùa nào lạnh nhất ở miền Bắc? Đường về đường quá xa xôi. Rồi em biết yêu lần đầu tiên là mấy tuổi? Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng. Hiện nay em có gia đình chưa? Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Bà xã em thích ăn món gì nhất? Trong cơn mưa quên
chót câu xa từ. Em biết người yêu của Trương Diệu Vũ không? Xa thương mình có một nhà mấy con rồi. Trong cơn ngủ quên chót câu xa từ. Vì đường xa anh xin em đừng về. Vì đường xa. Vì đường xa ướt mưa. Cảm giác của em hát xong bài này em thấy như sao? Thực sự là em cũng không biết nói thế nào nữa. Nó quá bị phân tâm nhiều cái yếu tố. Cứ hỏi vợ có vợ chưa thì em làm nghề gì. Thưa quý vị, trong số 20 vũ công thì có 4 vũ công đã ngồi rất là tĩnh để thưởng thức phần trình diễn của em, bởi vì em trình diễn quá đặc biệt. Cho một tràng pháo tay 16 điểm. Thưa quý vị, số điểm của ban nhạc Quyền Năng với Sinh Phúc Lâm là... Anh Đức Huy, anh có chia sẻ với anh Huy. Nãy giờ là tôi ở trong một cái không gian mà hình như là chính tôi cũng không biết là đang ở đâu. Nhạc thì đi một đường mà giọng ống thì đi một nẻo. Mình hỏi thật Lâm cái này nha, là từ đầu đến cuối Lâm có biết là nhạc vang lên chưa ai phá gì hết mà Lâm đã tự đặt áp lực rồi. Hát sai đông từ đầu đến cuối, nghĩa là hát quãng 3 bên trên từ đầu đến cuối. Mọi người cười là cười trên đó. Anh ơi, Trương Triều Vũ, em mới nhận ra một điều là Phúc Lâm không hề cần ban nhạc. Cho nên chương trình ban nhạc Quyền Năng này không có liên quan gì tới Phúc Lâm. Tại vì căn bản Phúc Lâm không cần ban nhạc. Giám khảo Phi Nhung thấy sao? Em cười muốn đau bụng luôn á. À, với em hả? Tại vì Phúc Lâm đã tặng bài hát này cho em bằng trái tim thật của Phúc Lâm rồi. Bây giờ hát hay hát dở gì cũng chị cũng chấp nhận hết á. Chúc mừng em. I love you. Thank you. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cần biết số điểm của Phúc Lâm. Tổng số điểm của Phúc Lâm 59 cộng cho 16 cộng với điểm bài 1 nữa. Đây là số điểm tổng cho đến thời điểm này, 167 điểm. Và thưa quý vị, chúng ta hãy chúc mừng sự hoàn thành của Phúc Lâm với vòng thi đầy thử thách này. Cảm ơn em. Thưa quý vị, bài hát thứ hai trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay chính là của thí sinh Lê Thái Sơn. Hồi nãy bài mà ban nhạc chọn cho Thái Sơn là bài gì? Dạ, bài Sầu Đông ạ. Hãy xem thử thách từ ban nhạc Quyền Năng. Hôm nay anh đoàn ban nhạc muốn em hát bài Sầu Đông theo kiểu này nè. Từ đâu gió đông về, từng dần trên bến. À, đại khái vậy. Thử thách thứ hai của em rất là thay xuất hiện tại các sân khấu ở Việt Nam lắm. Bất kể chuyện gì xảy ra trên sân khấu là em cũng phải hát cho trò các bạn đó. Thí dụ như cái đàn guitar của anh Đức Huy hay là của anh Phong bỗng nhiên đứt dây bằng tiếng bass không có. Có nghĩa là em không có được quyền ngưng. Mà em hát đúng tông, đúng lời, đúng nhạc. Cố lên, cố lên, cố lên. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến. Đời trai gió sương về thăm cố hương, tìm bao nhớ thương mà sao phố phường vắng, tình sâu lạnh buốt đêm trường. Rồi ngày mai sẽ ra đi phương nào, biết đâu phương trời vạn nẻo từ ly, biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc nhớ. Nhớ 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 phút giây ban đầu, ngại ngùng bước chân về, em đã sang ngang rồi. Đành thôi nhớ mong người theo gió đông, tình yêu giá bằng mà tôi vẫn còn nhớ. Sầu đông có đến bao giờ? Oh,
một tràng pháo tay 19 điểm. Kha, có thể hài lòng với thử thách cho thí sinh của người ta không? Anh hài lòng với thử thách mà anh tụi anh làm ra cho em. Nhưng mà chỉ có cái đoạn cuối khi ao cái em lên nó bị đi đâu nó rẽ ngay hướng khác mà sớm nữa. Vào sớm. Bình thường em hát nó si cao hơn cộng 2 lên nữa. Em hát ngon lành, và tại sao nốt này em lại buông sớm thế? Rất là phí. 4 cái chữ đó mà vào sớm quá, làm cả lạc cả cái nhịp ban nhạc. Kết quả số điểm từ ban nhạc Việt Nam. Bảy mươi một cộng với 19 và cộng với số điểm của bài số 1, tổng số điểm của thí sinh Lê Thế Sơn là 183 điểm. Em nghe ban giám khảo hát giọng cổ rồi. Cái phần mới đầu em hát rất là tốt. Anh thích nhất là cái khúc mà em hát không có nhạc á, nghe rõ mà em hát đúng giữ đúng nhịp lắm. Nhưng chỉ có khúc cuối nó qua quá sớm đi, thành thử đâm ra cái bài nó bị nhịp nó trật hết trơn à. Xin mời giám khảo Phi Nhung. Chị cũng thích cái khúc mà em hát không không có ban nhạc, chị thích. Trời cái khúc ơi, đó. Chết rồi, vậy ban nhạc có vẻ không cần đối với em lắm ha. Với lại cái phong cách của em nữa, trẻ trung là chị thích. Chúc mừng em. Xin được chúc mừng Thái Sơn đã hoàn thành hai bài hát của mình. Thưa quý vị, và tiếp tục chương trình, hãy cùng chào đón thử thách tiếp theo với thí sinh Hà Thúy Anh. Ôi, do đâu mà có phong cách này? Tại vì bài hát đúng không? Dạ vâng ạ. Bài hát tên là Diệu Phong. Xin mời anh Khoa. Cái bài Diệu Phong này á, thì với anh sẽ là chuyển tông liên tiếp á, lên tông liên tiếp á. Chúc Hà Thúy Anh tự tin, may mắn với Diệu Phong. Quý vị, có hai người trong số 20 người, em được 18 điểm trong phần với các vũ công. Xin cảm ơn.
Chúng tôi xin mời sơ điểm từ ban nhạc Việt Nam. Xin mời anh Thảo. Cái lần đầu em lên tông thì nó quá ok. Tiếc có cái là hai lần sau em lên nó bị chập choạng quá. Nếu mà em bình tĩnh chút xíu nữa, em chờ cho ban nhạc thêm một ô nhịp nữa thôi là em bắt được cái tông rồi. Bạn này hôm nay đó là bị vấn vương trong cái vấn đề mà lên tông là phải hát ngay. Không, chúng tôi đâu có nói là bạn phải bắt ngay được đâu. Bạn có thì giờ lắng nghe. Thường thường những cái bài khó như thế này, khi mà chống báo gì thì là dứt câu là mình phải bắt đầu đếm. Và trung bình đó là nó trong cái dạng 4 ô hay là 8 ô thôi. Nó không thể chạch ra ngoài được. Thế nên có lẽ là bận tâm quá quên. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều. Kết quả số điểm từ ban nhạc Quyền Năng: 66 điểm cộng 18 điểm. Và như vậy tổng số điểm của bài hát thứ nhất và bài hát thứ hai cộng lại là bao nhiêu điểm? 177 điểm. Chúc mừng. Vâng ạ, em xin cảm ơn rất là nhiều ạ. Chúng ta nghe sự chia sẻ từ các thành viên ban giám khảo. Đúng ra là em có thể em làm tốt hơn được nữa, nhưng mà tại vì anh nghĩ là có